Dạ, kênh Lê Nguyễn xin mến chào quý bà con nha. Hôm nay một ngày đẹp trời nữa bà con ơi. Mình quay trở lại nhà vườn chị Thúy Phượng tiếp tục giao lưu phôi hoa giấy Mỹ nha. Nhà vườn rất là quen thuộc luôn. Cây thì cũng duyên dáng khá là đẹp nha bà con. Mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với chị Thúy Phượng quen thuộc ạ. Làm chào chị. Mến chào Liêm và chào tất cả anh em thương mến, anh em đã ủng hộ cho mình thật lòng rất cảm ơn, mong anh em tiếp tục ủng hộ cho mình cái lô phôi mini này, mình còn cũng một số nữa thôi, mong anh em tiếp tục ủng hộ ạ. Rồi đầu like mình lên cái mã số 1 này là 200k, giá 200k mình báo ở trên đây là giá mình đã bao ship rồi nha. Cây này là hoành của nó là 24, tổng cao của nó là 64, 200k 200k mình bao ship luôn ạ. Mình báo lên đây là báo giá đã bao ship toàn quốc luôn ạ. Cái mã số 2, cái mã số 2 là cũng 200k. Cây này dáng cũng lực đẹp, chi cành còn đều. Cái mã số 2 này 200k mình bao ship luôn ạ. Mong anh em thương nhà vườn ủng hộ ạ. Cây này là hoành của nó là 21, tổng cao của nó là 66. Rồi tiếp tục lên cái mã số 3. Cái mã số 3 này 100k. Cái mã số 3 100k mình bao ship luôn ạ. Cây này hoành của nó là 16, tổng cao của nó là 69. Tiếp tục lên cái mã số 4. Cái mã số 4 này cũng 100k luôn ạ. Hoành của nó là 22, tổng cao của nó là 56. Tiếp tục lên cái mã số 5. Số 5, cái mã số 5 này là cũng 100k. Hôm nay mình xả thanh lý luôn rồi nghe anh em. Hoành của nó là 20, tổng cao của nó là 52. Tiếp tục lên mã số 6. Cái mã số 6 này cũng 100k. Cái mã số 6 này hoành của nó là 15, tổng cao của nó là 60. Chút xây nhẹ dòng hay để xuống như vậy. Rồi số 6 tiếp theo số 7. Rồi mình lên cặp số 7, mình lên mã cặp nha. Cặp hai cây. Cái cặp này mình 108 thôi, mình bao ship luôn ạ. Rồi, mã số 7, 108. Rồi tiếp tục lên cái mã số 8. Số 8. Hôm nay là mình xả thanh lý luôn nha, cặp này 107, mình bao ship luôn ạ. Số 8, 107. Rồi. Rồi về lên là mình bán đồng giá luôn nha anh em. Anh em nào có vô sưu tầm thì ủng hộ cho nhà vườn mình á, đồng giá. Mã số 9. Cái mã số 9 này 150k mình bao ship luôn ạ. Tiếp tục lên mã số 10. Cái mã số 10 cũng 150k mình bao ship luôn ạ. Số 10, 150. Tiếp tục lên mã 11. Cái mã 11 này cũng 150k mình bao ship luôn ạ. 11. Rồi, 150. Tiếp tục lên mã 12 cũng 150k luôn. Hôm nay mình xả đồng giá nha. 150k hai cây giá mình bao ship luôn ạ. 12. Tiếp tục lên mã 13. Mã 13 có 120k luôn, ố 150k luôn nha. Rồi. 13. Tiếp tục lên cái mã 14. Đâu? 14. Hoặc là ông cây hay gì vậy? Lẻ rồi. Tiếp tục lên cái mã 14 có 150k. Rồi, cái mã 15. 15. Cũng 150k luôn, hôm nay là xả đồng giá nha anh em. Đế số dài 15. Tiếp theo 16. Thêm 16. Cái mã 16 cũng 150k. Cái mã 17. Lùng lực. 150k. Mã 18 cũng 150k. Đế số dài. Mã 19, 150k. Lùng lực bonsai. Mã 20. Chị chậm chậm chút xíu á, hơi nhanh quá. Mã 20, 150k. Rồi, cái mã 21. Mã 21 này cũng 150k. Lùng lực bonsai. Cái mã 22. 22. Cái mã 22 này 140k. Cao. Rồi. Cái mã 23, 150k. 23, 150. Cái mã 24.
mà 24 này cũng 150 luôn. Giá này là đã bao ship hết rồi nha anh em. Rồi tiếp tục lên mã 25. Mã 25 cũng 150 luôn. Tiếp tục mình lên cái mã 26. 26. Hôm nay là giá thanh lý luôn rồi. Từ từ. Cũng 150k. Rồi, 26. Rồi, tiếp tục lên cái mã 27. 27. Mã 27 này cũng 150k. Từ từ đừng gấp. Rồi. Rồi, tiếp tục lên cái mã 28. Cũng giá 150. Rồi. Tiếp tục lên cái mã 29. Cũng 150. Cái mã 30. Cũng 150. Rồi. Mã 31 cũng 150. Thì cạnh còn khá nhiều. Bonsai lùng lùng luôn. Cái mã 32 cũng 150. 32. Rồi. Tiếp tục lên cái mã 33 cũng 150. Cây cao đế sổ mã 33. Tiếp tục lên cái mã 34. Cái mã 34 này chỉ 140. Rồi, 34. Tiếp tục lên mã 35. Mã 35 này cũng 140. Mã 36 140. Lùng lực bonsai. Cái mã 37 này 150. 37 đế sổ đặc. Cũng lùng lực luôn. 37. Rồi. Cái mã 38. Nó nhỏ nhưng có vỏ nha, rất là dễ thương. Cặp này 140. Cây một rễ sắn đẹp nhưng mà sắn tròn luôn. Tiếp tục lên mã 39. Mã 39 này 140. 140, 39. Rồi. Rồi, tiếp tục lên mã 40. Mã 40 này cũng 140. Cây nó cao hơn tí. Rồi tiếp tục lên cái mã 41. Mã 41 cũng 140. Rồi. Rồi còn hai mã cuối 4 cây 200 là 41. 41 42 hay gì? Ừ, 41 với 42. Đây, mã này là 41. Ừ, 41 4 cây 200. Cây này là cũng duyên dáng nghệ thuật nha bà con. Bonsai lục lực này. Đây, 4 cây này 200. Còn 3 cây này sắp ra luôn. 41. Này. Ba cây này 200. Nó có dài, có cao, có thấp. Rồi, tiếp đây là mã 42. Rồi mã 42. Rồi, cây một rễ. Ha, cây này đẹp nè. 4 cây 200. 4 cây này. 42 200. Rồi. Rồi. Còn mã cuối cùng ba cây này tính 180 thôi. Mới bổ sung thêm một cái mã cuối cùng là mã 43 ha. Rồi. Cây này gồm 3 cây. Cây này mã cuối cùng này. Nhưng mà nó cũng to chứ không có nhỏ hơn, nha. To hơn. Tính 180 thôi. Cũng một cốt lắc lắc. Đây, cây này dáng hơi cao. Chỉ cần còn đều ha. Vậy tha hồ mà ghép luôn. Rồi, 43. Rồi, 43 ha chị ha. Rồi. Rồi, chị rồi, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ cho mình những clip vừa qua. Mong anh em tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn mình ạ. Rồi, em cảm ơn chị Thúy Phượng nha. Mến chào bà con, hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo. Hy vọng bà con sẽ chốt ủng hộ nhà vườn nha. Bye bye bà con ạ. À. Hẹn gặp lại bà con nha.